Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi đây là bình nước phụ. Bình nước phụ của dòng xe Mitsubishi Triton và dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Bình nước phụ thì hai dòng xe này sử dụng chung với nhau. Thì đây có bao gồm cả nắp. Đây là nắp bình nước này, nắp bình nước phụ. Đấy, nắp bình nước phụ. Đấy, và cái thứ hai đây là nắp bình nước phụ. Chất liệu được cái này được làm bằng nhựa. Chất liệu được làm bằng nhựa. Và trên này nó có hai mức. Đó là mức các bạn này. Đây là low này. Đấy, và đến đây là full này. Trở đến đây là full này. Đấy, để mức độ các bạn đổ nước. Đấy, đổ nước trên cái bình nước phụ này. Và cái khi mà cái này nằm ngay ở đầu xe của dòng xe Mitsubishi Triton và dòng xe Pajero Sport. Vậy trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường, do va chạm thì dẫn đến nó bị thủng mất cái bình nước phụ này, thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy anh em cần thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn nào muốn xem thêm cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, thay thế thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi, là phục vụ các bạn cách hoàn toàn miễn phí. Thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.